Chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Sophia và mình vẫn đang hại như mọi khi. Hôm nay mình đang có mặt tại studio của Anphat PC. Ngày qua chơi định mua tí đồ. Lần nào qua Anphat thì cũng mất tiền, lần nào qua cũng nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, lần nào qua cũng tốn tiền. Lần này qua có lẽ sẽ được tiền vì chúng ta đang trên tay bộ máy tính. Thì mình gặp ông Tiến Tử Đụ ấy, ông ấy bảo là quên ông Tú Thụ Điện, ông ấy bảo là có bộ PC 30 triệu rất là hay, đang được bán giá rẻ, khuyến mãi tặng kèm một cái ghế gaming có xe giá 10 triệu. Thì mình thấy rất là hóng, không biết là bộ máy như thế nào mà tặng hẳn ghế 10 triệu. Thì chúng ta sẽ cùng nhau trên tay bộ máy này ngày hôm nay. Và cái ghế mình đang ngồi nó chính là ghế được tặng kèm bộ máy này, ghế đến từ Corsair, nó màu vàng đen, nhưng mà ghế các bạn khi mà mua ấy chắc khả năng là màu đen hoặc đen đỏ tùy theo số lượng hàng còn hết. Và nhân tiện cái màn hình này thì nó chỉ là để làm cảnh thôi, chính là con CSG90 hôm trước mình review ấy thì em vứt sang cho mấy người Anphat mượn đấy, mãi không giả, chán thế. Cái màn hình này là 49 triệu 49 inch, mà hiện giờ giá chỉ còn 28 triệu thôi, đang được bán tại Anphat. Cái màn hình này thì đang được bán tặng kèm ổ SSD. Thì đấy, mình nói thế thôi, còn các bạn biết chi tiết thì bấm link phần mô tả video. Chúng ta sẽ đi đến nhân vật chính là cái bộ PC này. Thì bộ PC nó có cái gì mà nó bán với giá 30 triệu và được tặng kèm cái ghế? Thì thực sự cái bộ PC này nếu mà các bạn mua lẻ ở bất kỳ đâu, nếu lắp cái cấu hình như này thì giá cũng sẽ là 30 triệu mà thôi. Và chả tặng gì cả. Chúng ta sẽ có một cái vỏ in-win full nhôm, kính cường lực nhìn khá là đẹp, sexy, bóng bẩy và vuông vắn. Toàn bộ một bên này là kính cường lực để sâu hàng bên trong. Chúng ta sẽ có rất nhiều quạt, quạt Coolman RGB. Các bạn sẽ có tản nước là tản Cooler Master, cũng là RGB 120 luôn. Mình nghĩ là đầu tiên mình tưởng là cái tản 120 này thì dùng cho chip i5-8400 trên cái máy này thì sẽ hơi nóng, nhưng thực sự khi mình chơi game nó chỉ lên khoảng tầm 55-60 độ, rất là mát mẻ. Thì đương nhiên là phòng điều hòa chúng ta cộng thêm tầm 5 độ nữa lên trên 60 độ thì vẫn rất là mát so với cái tản nhiệt này. Chúng ta sẽ có RAM là RAM Adata XPG, RAM cũng RGB luôn, fucking wow shit luôn. Các bạn sẽ sử dụng cái main board ở đây là main Z370M DS3H của Gigabyte. Thì Gigabyte không phải xoắn rồi, các bạn có tận 4GB RAM. Nếu sau này có nhu cầu nâng cấp từ 16GB RAM đang có sẵn DRAM 4 lên 32GB RAM, các bạn hoàn toàn có thể cắm thêm sang hai cái slot kia cho nó full lên thành 32GB RAM. Và các bạn có thể thấy chúng ta có card MSI1060 6GB. Đùa fan, khá là thơm đúng không nào, card đồ họa bây giờ đang đắt như tôm tươi. Thế nên chúng ta có một card 1060 để mà dùng vào giờ này mà lại được giá rẻ, coi như cây chỉ mua 20 triệu, được tặng ghế 10 triệu rồi thì rất là thơm. Các bạn sẽ có nguồn là Seasonic M12 80 Plus Bronze này. Và các bạn sẽ có cái nguồn này là nguồn Full Modular, tức là tất cả các phải tháo rời. Thì tùy nhu cầu anh em có thể cắm thêm hay là rút bớt ra để cho nó gọn gàng. Và cái bộ cây này lưu ý các bạn khi mua là sẽ không ổ cứng, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, chỉ trừ ổ cứng thôi. Cái này sẽ tùy lựa chọn các bạn là cần SSD hay không, mà cần ổ cứng hay không. Thì toàn bộ giá trị cái bộ cây này cộng vào nữa sắp xỉ 30 triệu rồi. Và các bạn được mua cái bộ máy này mà tặng kèm thêm một ghế này đang là một kèo cực kỳ thơm. Và đây là cái ghế Corsair. Thì ở nhà mình đang dùng một ghế AK Racing là thương hiệu rất là ngon. Thì mình không biết là hãng nào OEM, hãng nào sản xuất ghế cho Corsair mà cảm giác ngồi khá là giống ghế AK Racing. Các bạn thấy chúng ta có cái đệm tay ở đây, nó có thể nâng lên hạ xuống được. Đó. Và các bạn có thể quay cái này sang hai bên. Và cho mình biết là trượt cả ra xong nữa. Đó. Khá là cơ bản, tất cả ghế gaming mà cao cấp thì đều có cái tính năng này. Và cái ghế mình đang ngồi là cái AK Racing Octane ấy, nó là 7.990.000, nó cũng có những cái này. Còn cái ghế này cảm giác là chắc chắn hơn một chút. Và các bạn đương nhiên là có thể ngửa ra đằng sau. Đó. Oh yeah, oh yeah. Và ghế này thì mình cảm giác nó đầy đặn, nó dày hơn cái ghế mình đang ngồi một chút. Đó là về phần hai cái bên này. Nhưng mà cái phần để ngồi ấy, thì các bạn, mình nghĩ là các bạn tầm 1m7 đổ xuống thì vừa. Nếu mà anh em nào 1m8, 1m9 ngồi ghế này sẽ hơi hụt, bởi vì cái phần mông, phần chân của bạn nó không ngồi hết trên ghế. Mà cái là ghế này rất êm ái này, rất chắc chắn này, đương nhiên có thể tăng giảm độ cao. Thì đó là cái quà tặng trị giá 10 triệu đồng tặng kèm theo cái bộ máy này. Mình thấy thì đây là một combo phù hợp khi mà mình test cái bộ PC này trên cái màn hình này. Cả độ phân giải Full HD, cả độ phân giải 3840 nhưng mà không là không, đó chính là phân giải mặc định của màn hình này. Thì điều chơi rất là mượt và đặc biệt hai game rất nặng bây giờ, một là PUBG và hai là Far Cry 5 vừa mới ra, thì đều chơi rất mượt mà. Far Cry 5 chơi khoảng tầm trên 70fps ở setting cao nhất Full HD, còn chơi PUBG cũng Full HD cao nhất. Thực ra không phải cao nhất, mình chơi ở hai setting thôi thì nó khoảng tầm từ 90-100fps. Thì thực sự là khi mà hai game này đã chơi được một cách mượt mà và dễ chịu như vậy rồi thì mình cá rằng game gì các bạn thì chơi được với card 1060 và chip i5-8400 Coffee Lake. Thêm một điều nữa là về nhiệt độ, thì lúc nãy mình đã nói với các bạn rồi là cái CPU sử dụng cái tản Cooler Master RGB này thì nó chỉ khoảng tầm 55-60 độ khi mà mình dùng trong phòng điều hòa. Thì nếu mà mình trừ hao đi một chút, các bạn dùng phòng bình thường không phải điều hòa thì lên khoảng tầm 65-66 độ thì rất là mát mẻ, mặc dù rất là gọn nhẹ thôi. Và nếu các bạn mua ấy, theo mình biết là nếu muốn nâng cấp thì các bạn có thể liên hệ ở nhân viên kinh doanh để nâng tản lên chẳng hạn, nâng RAM lên, nâng card lên, nếu bạn hoàn toàn để liên hệ kinh doanh. Còn cái card đồ họa là con GTX 1060 6GB thì nó khoảng tầm 65-66 độ
cũng trừ hao phòng điều hòa lên khoảng tầm 71, 72 độ ở cái phòng bình thường điều kiện mùa hè của các bạn, thì mình nghĩ rằng đây là nhiệt độ ok. Và tất cả bộ máy này thì chúng ta có một combo phù hợp i584 này, Best Choice trong cái tầm giá, và chip Coffee Lake rất là mới, hiệu năng tốt, chúng ta có 0.0, rất là vừa tầm. Nếu các bạn về sau muốn chơi game kiểu hardcore, độ phân giải cao, high setting các thứ thì còn lên 1070 và 1080. RAM cũng có thể nâng cấp được và tải nhà nước cũng có thể nâng cấp được. Thì đó là cái bộ cây trị giá 30 củ khoai đến từ Anphard PC và tặng kèm cái ghế này. Nếu anh em biết thêm thông tin chi tiết thì có thể click dưới link phần mô tả video hoặc mình để ở phần top comment để theo dõi giá theo nó thay đổi từng ngày thế nào. Và muốn biết thêm thông tin gì có thể liên hệ trực tiếp với Anphard Computer. Và mình là Sumel. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại trong các video khác. Bye bye.